Phương Oanh khóc xin lỗi vì yêu Sắc Bình, khẳng định không phải Still Day, chấp nhận bị phong sát. Cứ ngỡ rằng giờ đây, nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê Phương Oanh và vị cá mập đình đám Nguyễn Hòa Bình đang ăn mừng vì nam doanh nhân đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng ngờ đâu Phương Oanh lại khóc lóc ỉ ôi. Chuyện tình cảm giữa nữ diễn viên Phương Oanh và Sắc Bình có lẽ là đề tài được dư luận quan tâm suốt cả gần một năm qua. Bên cạnh việc lên án Phương Oanh là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, thì những hình ảnh thể hiện thái quá, sự thả thính qua lại nhau trên mạng xã hội đôi khi khiến cư dân mạng khó chịu ra mặt. Sau một năm bên nhau, với biết bao lùm xùm đấu tố của những người trong cuộc hay những lời chỉ trích, dèm pha của dư luận, thì tối 9 tháng 5, Sắc Bình đã chính thức hé lộ anh và vợ cũ Đào Lan Hương đã hoàn thành xong mọi thủ tục ly hôn. Từ giờ trở về sau, anh chính là trai độc thân, có thể thoải mái yêu đương với Phương Oanh mà không cần để ý, dè chừng mọi sự dòm ngó của bất kỳ ai. Vâng, sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thỏa thuận xong việc chia tài sản bổ sung và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn. Theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, vị cá mập quyền lực từng gây bao sóng gió chia sẻ, sau khi phía Sắc Bình thông báo chính thức trở thành trai độc thân, thì phía Phương Oanh lại không có bất kỳ phát ngôn nào về sự việc, mà thay vào đó, nữ diễn viên vẫn miệt mài công việc kinh doanh, livestream bán hàng để lộ sắc vóc hoàn hảo đến từng milimet. Cứ ngỡ rằng sau bao sóng gió, những lời dèm pha thị phi thì Phương Oanh sẽ chọn phương án im lặng dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhưng mới đây, nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê bất ngờ có động thái gây xôn xao dư luận. Theo đó, nữ diễn viên Phương Oanh bất ngờ khóc lóc, lên tiếng xin lỗi đến mọi người khi chuyện cô yêu Sắc Bình trong giai đoạn vừa qua đã gây ồn ào. Tuy nhiên, bản thân của Phương Oanh cũng khẳng định như đinh đóng cột rằng bản thân không phá vỡ hôn nhân người khác. Phương Oanh còn chia sẻ thêm rằng bản thân cô mắc phải sai sót lớn nhất trong suốt thời gian qua, đó chính là thiếu hiểu biết và vô tư. Vì bản thân cô biết được Sắc Bình đang độc thân, hôn nhân đổ vỡ sau nhiều năm, đã đồng thuận ly hôn, cho nên Phương Oanh phủ nhận bản thân cô không phải là người thứ ba và cũng không xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Bản thân anh ý thức được mình là ai, đã và đang là cương vị nào trong lòng công chúng, cũng như bản thân anh chưa bao giờ có khái niệm đưa mình vào việc này, kể cả những người đó đang tìm hiểu, đang yêu nhau, nó chỉ là người đã gia đình. Bản thân anh, xưa giờ khi biết đều né ra ngay, chứ không cứ đâm đầu vào. Phương Anh khẳng định bản thân không phải là người thứ ba. Nói về lý do thường xuyên đôi co với cư dân mạng, thay vì giữ cách im lặng cho qua chuyện, Phương Anh cũng nhìn nhận bản thân còn nhiều thiếu sót và là người sống theo bản năng. Có cá tính mạnh nên mọi phản ứng xảy ra mạnh và đôi khi bị mất kiểm soát, dẫn đến việc đôi co với cộng đồng mạng cũng vậy. Tuy nhiên suy cùng, bản thân Phương Oanh cũng nhận ra rằng đó là khoảng thời gian tăm tối. Để tránh dư luận, Phương Oanh đã khóa Facebook để tự nhìn nhận vấn đề của bản thân, sửa chữa những sai sót của bản thân của thời gian trước. Ngoài ra, nữ diễn viên còn cho biết trong suốt nhiều năm vất vả lao động, Phương Oanh đã có tích góp được một phần nào đó vật chất. Bản thân cô luôn tự tin khả năng tự chủ của mình mà không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chưa dừng lại, khi được hỏi về việc trong giai đoạn hiện nay khi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã lên tiếng là mạnh tay, cấm sóng đối với những nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức và không may mắn những chuyện lùm xùm vừa qua của Phương Oanh đã làm xấu xí, khiến cô bị phong sát sẽ ra sao? Trước tình huống này, Phương Oanh cũng bày tỏ quan điểm rằng bản thân không đáng phải bị kết cục như thế. Tuy nhiên, nếu như ngày đó xảy ra, nữ diễn viên cũng mỉm cười và đón nhận. Bởi mình được công chúng đón nhận thì sau này cũng để tự nhiên. Nếu còn duyên thì mình tiếp tục, nếu hết duyên thì thôi. Bên cạnh, Phương Oanh bật khóc cảm ơn những người đã luôn bên cạnh, ủng hộ, yêu thương cô. Sau những phân trần của Phương Oanh cũng đã nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu của cư dân mạng. Một số người cho hay, ông bà kia ly thân 3 năm, đệ đơn ra tòa rồi, thì lỗi đi cô gái là ở ông Bình, chứ có phải cô Phương Oanh này đâu. Cũng tội cho Phương Oanh, cứ nói Phương Oanh là người thứ ba phá hạnh phúc này nọ, trong khi chắc gì Phương Oanh là người thứ ba, biết đâu trước đó Bình đã quen 3-4 con khác rồi thì sao.